Chào mừng các em đến với kênh Just for Kids. Welcome to Just for Kids Channel. Nào, chúng ta bắt đầu học vẽ một chú cá Dory đang cười rất là dễ thương. Rồi chúng ta bắt đầu vẽ một hình tròn, hai hình tròn, ba hình tròn. Tiếp theo chúng ta vẽ thank you.
bạn nhớ đăng ký để xem những đoạn phim khác nhé. Remember to subscribe for more videos.